Kính thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, hiện tượng sư Thích Minh Tuệ tu theo hành Đầu Đà, đi bộ từ Nam chí Bắc đã được quần chúng đủ mọi thành phần ngưỡng mộ. Họ chờ đón sư ở dọc đường, cúi đầu hoặc quỳ xuống lòng đường để đảnh lễ, tặng đồ ăn thức uống, có khi tháp tùng sư một đoạn đường dài. Có khi họ tụ tập quanh sư tại nơi nghỉ chân, có khi là nghĩa địa, một ngôi nhà hoang hoặc dưới tàn cây, ngồi quanh sư để nghe sư thuyết pháp hoặc vấn hỏi một số vấn đề. Đặc biệt tại Thanh Hóa, có cả xe chở mấy chục học sinh tiểu học tung tăng chạy tới để chiêm ngưỡng và vái lại sư. Và lần đầu tiên, một vị sư thuyết pháp tại một nghĩa địa. Tìm hiểu về thân nhân sư Minh Tuệ, thì sư tên thế gian là Lê Anh Tú, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1981 ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Cha đi bộ đội, sau khi phục viên khoảng năm 1995, đưa gia đình vào Yêu Tô, Yêu Crai, Gia Lai, không phải Eka, Đắk Lắk. Nhà có bốn anh em, ba trai một gái. Sư là con trai thứ hai trong ba người con trai, đều theo truyền thống của cha, đi bộ đội trước khi đi học nghề. Anh trai của sư sau khi đi bộ đội về học hành, trưởng thành, hiện là giám đốc một doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Gia Lai. Gia đình sư diện kinh tế khá ở địa phương. Sau khi đi bộ đội về, Lê Anh Tú học trung cấp lâm nghiệp Tây Nguyên, làm lớp trưởng. Một số thầy cô dạy cho biết, khi đi học, sư từng tâm sự, học dạy nhưng ra trường có lẽ sẽ đi tu. Ra trường, Lê Anh Tú đi làm cho một doanh nghiệp đo đạc ở Đắk Lắk. Đến năm 2015, về xin cha mẹ cho xuất gia. Gia đình cho biết đã ký giấy, sau đó chính quyền địa phương cũng đã xác nhận về việc này. Sư là biểu tượng của sự đoạn diệt được lòng tham, vì sư không nhận tiền bố thí mà chỉ nhận nước uống và đồ ăn trước giờ ngọ và không nhận nhiều để dành cho ngày hôm sau, trái ngược với lối sống của một số tăng ni sống xa hoa với điện thoại xe sang và đồng hồ Rolex. Kêu gọi Phật tử đem hết tài sản cúng chùa hầu được phước, gom góp tiền bạc của Phật tử gửi về cho cha mẹ xây nhà. Sư là biểu tượng sống động của thời Đức Phật còn tại thế, với đầu trần chân đất, y phục may bằng những mảnh vải nhặt được ở đống rác hay nghĩa địa. Sư không nhận những tấm vải đẹp do Phật tử bố thí. Sư không an trú tại bất cứ nơi nào quá 3 ngày và tiếp tục du hành như thế cho đến chết. Sư là biểu tượng của sự tận diệt cái ngã. Khi xưng con với mọi người, khác hẳn với một số sư trẻ mới 30 tuổi mà cứ xưng thầy và gọi các cụ 70-80 tuổi là con. Sư khiêm tốn nói rằng mình không chứng đắc gì cả, mà chỉ làm theo những gì Phật dạy. Ngày xưa, chư tổ chứng đắc rồi mới đăng đàn thuyết pháp. Ngày nay, do nhu cầu hoằng pháp, các chùa đã tổ chức các lớp huấn luyện giảng sư trẻ. Đời tu chưa bao nhiêu, cho nên nói thì hay, nhưng lời nói không đi đôi với việc làm, khiến tổn hại tới giá trị của đạo Phật và làm hoen ố các vị tu hành chân chính. Sư là biểu tượng của sự đoạn diệt si mê, mà ngày nay có cả 100.000 thứ si mê say đắm lòng người, như nữ trang, son phấn, quần áo, tiện nghi, xe cộ, ca nhạc, ma túy, tuyển lựa ca sĩ, thi hoa hậu, vân vân. Sự tôn kính nhiệt thành của quần chúng đưa tới 2 hệ quả và cho chúng ta thấy rằng đây là hình ảnh sống dậy của đạo Phật đang bắt sâu vào lòng quần chúng, vốn là nền tảng tâm linh và đạo đức của dân tộc qua gần 2.000 năm. Đó là dấu hiệu vô cùng đáng mừng. Đây là thành quả và công lao của bao tăng ni đã miệt mài công đức, ít ra là trong nửa thế kỷ qua. Sự bùng nổ của kỹ nghệ truyền thông và bùng nổ
của những buổi thuyết pháp tại chùa hay trên các diễn đàn đã đem giáo lý của Đức Phật tới tận nhà của người dân. Trong cuộc sống đầy lo toan và căng thẳng đến chóng mặt của thời đại toàn cầu hóa và cách mạng khoa học kỹ thuật thứ năm, người dân đã bắt đầu thấy cần thiết phải có ông Phật trong tim hay trong nhà của mình. Khi nhìn thấy Sư Minh Tuệ, quần chúng nhớ tới hình ảnh của Đức Phật năm xưa. Thế nhưng, sự tán dương quá nhiệt tình của quần chúng đưa tới quan niệm cho rằng chỉ có Sư Minh Tuệ là tu theo chánh pháp, còn hàng chục ngàn tăng ni đang ở trong các chùa, các tịnh xá tu viện kia không tu theo chánh pháp, không phải là hình ảnh sống động của Đức Phật và các đại đệ tử khi Phật còn tại thế. Hình ảnh tăng ni hiện tại đang bị suy giảm trước nhãn quan của quần chúng. Là người học Phật tha thiết đến đạo pháp và tiền đồ của dân tộc, chúng ta phải suy nghĩ như thế nào? Có phải tu theo Sư Minh Tuệ là theo đúng chánh pháp và phải tu như vậy không? Đúng vậy, tu theo Sư Minh Tuệ là theo đúng chính pháp, nhưng đó không phải là pháp tu duy nhất. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy Ngài Tu Bồ Đề rằng pháp của Như Lai không hề có tháp cao, tức là tu pháp nào cũng được, tùy theo căn cơ và tu đến nơi đến chốn. Còn trong Kinh Viên Giác, Đức Phật dạy Ngài Phổ Giác Bồ Tát rằng nếu có người nói rằng tôi diệt hết tất cả phiền não, thân tâm hoàn toàn không, không có, huống là cảnh giới hư vọng của căn trần, tất cả đều là vắng lặng để cầu viên giác. Nhưng tính viên giác không phải là tướng vắng lặng, cho nên gọi đó là bệnh. Rồi Đức Phật dạy Ngài Viên Giác Bồ Tát, những chúng sinh có đủ căn tính đại thừa, hoặc Đức Phật còn tại thế, hoặc sau khi Phật nhập diệt, hoặc đương thời mạt pháp, muốn tu hành hoặc tu trì một cánh chùa, lĩnh coi đồ chúng mà có duyên sự, thì tùy phân phán xét như tôi đã nói. Như lời Phật dạy Ngài Phổ Giác trong phần ở trên như sau: tuy là trần lao, làm việc khó nhọc ở đời, mà tâm thường thanh tịnh, thị hiện ra có lỗi lầm để tán thán hạnh thanh tịnh, không để chúng sinh sai vào chỗ không giới luật quy nghi. Sư Minh Tuệ theo hạnh tịch tỉnh, không nhận đồ chúng, đệ tử và Phật tử, sống riêng một mình, không tăng đoàn khổ hạnh để đoạn trừ phiền não, giống như hạnh của các vị La Hán. Thế nhưng, còn cả ngàn tăng ni đang trụ trì ở các ngôi chùa, thu nhận đệ tử và phục vụ quần chúng, đang là các Bồ Tát nhập thế để hằng thuận vì lợi ích của chúng sinh thì sao? Tu theo hạnh Đầu Đà, vì không còn tiếp xúc với đời, cho nên ít hoặc không còn phiền não, tuy khổ hạnh nhưng dễ tu. Còn khi đã nhập thế thì gần bùn, cho nên dễ hôi tanh mùi bùn và khó tu hơn và rất dễ sa ngã. Chính vì thế mà các bậc tu hành an trú tại một tự viện, thu nhận đệ tử, giáo hóa và làm theo lợi ích của chúng sinh mà tâm không hề để hôi tanh bụi bùn, như Lục Tổ nói rằng hà sứ nhã trần ai, thì đích thực đây là các thánh tăng. Cho nên chúng ta không thể coi thường các vị đang tu hành chân chính tại các chùa, tịnh xá và tu viện. Cứ tưởng tượng khoảng 30.000 tăng ni trong nước và cả ngàn tăng ni hải ngoại bỏ cả chùa chiền tu viện thành hoang phế để tu theo hạnh Đầu Đà, để cho đúng chánh pháp và được quần chúng ngưỡng mộ, thì Phật giáo sẽ ra sao? Theo chúng tôi, lúc đó đạo Phật sẽ bị hủy diệt. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, đạo Phật suy tàn tại Ấn Độ là vì sau khi Đức Phật nhập diệt, các đệ tử của Ngài lui vào các hang động và núi rừng để ẩn tu và không thành lập được một giáo hội và các cộng đồng Phật tử vững mạnh tại các đô thị lớn. Chính vì thế mà Phật giáo không có ảnh hưởng hay sức mạnh để tác động tới chính quyền và sự tồn vong của đất nước. Sự thành lập một giáo hội và các tăng đoàn rất quan trọng. Chùa
là nơi quy tụ quần chúng Phật tử, là nơi tu học và hằng thuận vì lợi ích của chúng sinh như Du Lan báo hiếu, các lễ hằng thuận cầu an cho gia đình và cầu siêu cho vong linh người đã khuất, nuôi dạy cô nhi, cùng tổ chức các đại lễ cầu quốc thái dân an cho quốc gia. Cứ thử tưởng tượng xem, cả chục ngàn tăng ni lang thang khắp đất nước, ngủ ở núi rừng, nghĩa trang, Gò Mã, ngày ngày đi xin ăn, lúc đó sẽ là hình ảnh không đẹp, mất vệ sinh và gây khó khăn cho đời sống của người dân. Với đời sống cá nhân như thế, không tăng đoàn thì làm sao tổ chức được các đại hội Phật giáo trên toàn thế giới, nói về những vấn nạn của thời đại như biến đổi khí hậu, bạo động, chiến tranh, có người chạy đua theo vật chất quá đáng. Không hợp quần, không tổ chức thì làm sao có được đại lễ Vê Sắc nhân ngày Phật Đản với sự tham dự của các tổ chức Phật giáo trên toàn thế giới, cùng với sự tham dự của Liên Hiệp Quốc và các vị lãnh đạo quốc gia của các quốc gia Phật giáo. Phật giáo đã trải qua hơn 2.600 năm, cốt tủy của đạo Phật vẫn còn nguyên, nhưng pháp tu phải thích ứng với thời thế, theo lời dạy tùy duyên nhưng bất biến. Nam Tông tu hơi khác Bắc Tông và Mật Tông, nhưng tâm của tất cả đều đồng một pháp tính, tất cả đều là con Phật và đều thành Phật. Với trình độ văn minh khoa học và đầu óc chuộng luận lý tức là logic, người Hoa Kỳ và người châu Âu không quý trọng lối tu khổ hạnh hay là ép sát đã có trong tôn giáo của họ từ ngàn xưa. Họ quý trọng một người tu hành bình thường nhưng có phẩm hạnh và trí tuệ tuyệt vời, và nhất là lòng từ bi và bao dung. Cho nên pháp tu thiền và ngày nay Mật Tông đã phát triển mạnh trong thế giới Tây Phương. Nếu hình ảnh và lối sống của Sư Minh Tuệ được phổ biến ở các quốc gia Tây Phương, họ sẽ ngạc nhiên tự hỏi, tu ép sát như vậy để làm gì? Bộ tu hành trong các tu viện không chứng đắc và giải thoát hay sao? Đạo Phật được cả thế giới ngưỡng mộ không phải vì pháp tu khổ hạnh, mà là một tôn giáo của trí tuệ, hòa bình, bao dung, bình đẳng và bảo vệ môi trường. Vậy thì quý Phật tử Việt Nam chớ vì lòng cung kính với Sư Minh Tuệ mà coi nhẹ bao nhiêu tăng ni trong và ngoài nước đã và đang tu hành chân chính, làm công việc cứu khổ độ sinh và giữ gìn chiền mối tâm linh đạo đức cho dân tộc trong bao nhiêu năm qua. Bản thân tôi rất quý trọng cá nhân và pháp tu của Sư Minh Tuệ, nhưng đó không phải là pháp tu duy nhất. Phật có tới 84.000 pháp môn cho tăng ni tùy căn cơ và hạnh nguyện của từng người. Hiện có một vị sư Trung Hoa đang hoằng pháp tại Phi Châu. Sư đã phát nguyện sau khi giảng sanh, Ngài sẽ tái sinh lại châu Phi để tiếp tục làm công việc hoằng hóa chúng sinh tại lục địa đen này. Phải chăng đây là một vị Bồ Tát vào chốn trần gian lao khổ để giáo hóa chúng sinh như lời dạy của Phật trong Kinh Viên Giác, mà đâu cần phải tu theo hạnh Đầu Đà? Sư Minh Tuệ là đóa hoa thơm trong vườn hoa Phật giáo, nhưng còn rất nhiều đóa hoa quý khác thường như Đạt Ma Tổ Sư, rồi tới Lục Tổ, Phật Hoàng, Trần Nhân Tông, Bồ Tát Quảng Đức và bao thánh tăng thiền sư của Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, cùng Đức Đạt Lai Lạt Ma của thời đại ngày hôm nay. Xin cúi đầu đảnh lễ tất cả. Thế giới này là thế giới của nhị nguyên tương đối và không thể có tuyệt đối được. Chỉ có tâm là thành Phật, còn thế giới vật chất thì muôn đời vẫn như thế. Trước khi Phật ra đời, con chim đã ăn con sâu. Khi Phật thành đạo và chuyển pháp luân, con chim vẫn ăn con sâu. Và sau khi Phật nhập diệt, con chim vẫn ăn con sâu cho tới ngày hôm nay. Dù Thái tử Tất Đạt Đa tu thành Phật, nhưng vẫn không thay đổi được thế giới này. Đó là luật vô thường, là sinh lão bệnh tử. Khi đói, Phật vẫn phải ăn. Do đó, con đường đúng đắn và dòng chính vẫn là trung đạo, tức là đời sống bình thường, nhưng giữ nghiêm giới luật và vui với đạo như lời dạy của Phật Hoàng Trần Nhân Tông.
cứ trần lạc đạo và đặt đức từ bi lên hàng đầu. Còn Phật xuất thế thì phải chờ thêm vài ngàn năm nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Bạn có thể phàn nàn vì hoa hồng có gai, hoặc bạn cũng có thể vui mừng vì trong chông gai có hoa hồng. Có những điều chúng ta không thể ép buộc, ta buộc phải thích ứng. Có những lúc mà sự thay đổi lớn nhất cần đến là sự thay đổi góc nhìn. Bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy mình chắc chắn đúng, đúng đến mức ta không chịu cởi mở với bất cứ thứ gì khác hay là ai khác, thì ta sai ngay ở chỗ đó. Nó trở thành góc nhìn sai. Khi khổ đau xuất hiện, nó đến từ đâu? Nguyên nhân là từ góc nhìn sai kết trái thành khổ đau. Nếu là góc nhìn đúng, nó sẽ không dẫn đến khổ đau. Mọi người đều làm việc theo phong cách riêng của mình, lựa chọn theo cảm giác riêng của mình. Bạn không thể nói người khác đã sai, cũng không thể đảm bảo mình tuyệt đối đúng. Nếu thay đổi góc nhìn, kết luận về sự việc cũng sẽ khác đi. Con người, sự việc, tình cảm, ai đúng ai sai, chỉ mỗi một mình hiểu mà thôi. Đó là nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử và các bạn với nhan đề Thay đổi cách nhìn, đời mình sẽ khác. Thưa các bạn, cuộc sống này tốt hay xấu phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người. Chúng ta có thể nghe, nhìn và làm mọi chuyện theo suy nghĩ riêng của mình. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng biệt, có góc nhìn khác nhau. Góc nhìn được tạo nên từ những suy nghĩ, nhận định của mỗi người. Nhìn sai hay đúng là do tâm trạng và góc nhìn của mỗi người tùy thuộc vào tâm trạng cảm xúc của từng người. Nếu góc nhìn bị sai lệch, bạn sẽ đưa ra những kết luận chủ quan thiếu chính xác. Chúng ta cũng không nên tự giam mình trong giới hạn nhất định, không cho phép suy nghĩ của mình vượt ra khỏi khuôn khổ có sẵn, để rồi cuộc sống mất đi niềm vui, trở nên tẻ nhạt. Sự đơn điệu tẻ nhạt của cuộc sống dễ làm cho ta chán nản, không có động lực để làm việc. Nếu chúng ta cứ mãi mãi khư khư giữ cho mình một vỏ bọc an toàn, thì kết quả mang lại không như mình mong muốn. Ngược lại, nếu bạn đón nhận cuộc sống bằng một cái nhìn lạc quan, bằng suy nghĩ tích cực, bạn sẽ có động lực để bước tiếp. Thay đổi góc nhìn, cách nghĩ và cách đón nhận sẽ giúp bạn thấy được nhiều cơ hội mới mà trước đó bạn chưa thể thấy được. Nhà Phật có câu, trắng đen khác một cái nhìn, đời hư hay thực, tấm mình sáng soi. Hay trong lời giảng của Thiên Chúa đã có nói, thiên đàng ở trong ngực, nhưng địa ngục ở trong tâm. Trong cuộc sống không có chân sự thực nào hiển hiện, chỉ có cách nhìn. Mọi điều ta nghe, ta thấy đều chỉ là một quan điểm, không phải sự thật. Mọi thứ ta nhìn thấy đều chỉ là một góc nhìn, không phải sự thật. Nữ văn hào người Mỹ Harper Lee trong tác phẩm làm nên tên tuổi của mình, Giết con chim nhại, đã từng viết rằng con sẽ không bao giờ thực sự hiểu được một người cho đến khi nào con nhìn mọi sự việc từ góc nhìn của người đó. Thực vậy, người thầy tốt nhất là trải nghiệm chứ không phải là góc nhìn méo mó của ai đó. Cuộc sống luôn có nhiều việc xảy ra ngoài dự liệu. Chúng ta phải biết chấp nhận và cố gắng thích nghi với hoàn cảnh. Bạn không thể cứ đòi hỏi mọi việc phải xảy ra theo ý muốn của mình. Chúng ta phải tự trang bị cho mình một bản lĩnh, một ý chí kiên cường để sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức. Có như vậy, bạn mới dễ dàng đạt được mục tiêu mà mình muốn hướng đến trong cuộc sống này. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cho dù có rơi vào bế tắc, chúng ta hãy thay đổi cách suy nghĩ, bình tĩnh xem xét vấn đề từ một góc độ khác, rồi ta sẽ vượt qua được mọi trở ngại, mọi khó khăn. Trước mỗi sai lầm, thay vì cứ mãi dằn vặt đau khổ, bạn hãy dũng cảm vượt qua một cách vững vàng để có cái nhìn về cuộc sống bao quát, tổng quan hơn. Chúng ta không nên suy nghĩ cực đoan,
cũng đừng quá cầu toàn. Điều đó sẽ làm giảm khả năng suy xét, phán đoán và giải quyết vấn đề của bản thân. Muốn có được sự sáng tạo, chúng ta phải nhìn nhận sự việc đa chiều. Muốn thành công, chúng ta phải suy nghĩ khác những lối suy nghĩ tiêu cực đem đến cho chúng ta những kiến thức mới lạ. Thế giới luôn vận động và không ngừng phát triển. Cơ hội thành công luôn dành cho những ai biết tìm kiếm cơ hội để vươn lên. Thành công luôn đến với những ai biết nắm bắt thời cơ, thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống. Hãy là một người luôn tích cực cho ra một góc nhìn mới lạ, khác biệt, để nhận xét một sự việc. Nhìn lại chặng đường mà ta đã đi qua, cảm nhận được giá trị mà mình đang sở hữu, và hãy có một góc nhìn để không phải ân hận hay nuối tiếc gì những điều đã qua. Có bao giờ bạn suy nghĩ về những việc mà mình từng quyết định và cảm thấy hối hận về chúng hay chưa? Tôi thì đã có nhiều lần suy nghĩ về điều đó. Cảm giác mang đến chẳng thoải mái một chút xíu nào, có phải không? Mọi chuyện trong cuộc sống ta chẳng thể nào đoán trước được. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ nếu khi ấy ta nhìn sự việc xảy ra với một góc nhìn khác đi thì giờ này đây có lẽ ta đã nhận được một điều gì đó khác bây giờ chưa? Những buổi chiều tà tan tầm, những con phố dài với dòng người hối hả và tấp nập, đã bao lần bạn dừng lại một chút để suy nghĩ về cuộc sống của mình chưa? Mỗi một đời người, ai cũng phải ít nhất trải qua những thăng trầm, những phiền muộn, lo toan. Nhưng cuộc sống thì bao giờ êm đềm, đứng yên bên cạnh một khoảnh khắc hoài mãi. Nó cứ theo chiều kim đồng hồ quay đi, rồi trôi qua một cách ào ạt mà chẳng bao giờ nhìn thấy lại được nữa. Giây phút của ngày hôm qua, rồi chúng ta cứ tất bật, cứ mãi mê chạy theo, bỏ lại sau lưng tất cả, rồi chẳng được gì ngoài việc bị cuốn vào dòng nước lũ cứ chạy xiết đó. Cảm xúc của con người như những cơn gió lạ, lúc êm đềm, lúc dồn dập rối rít. Nó như tương ứng với những cung bậc thăng trầm cảm xúc trong con người của bạn. Lúc lên, lúc xuống và những rối ren trong cuộc sống mà bạn gặp phải. Người ta thường nói rằng, khi bạn buồn, cảm xúc sẽ tăng lên. Điều đó là một điều tự nhiên và chìm vào lối mòn vô thức. Nhưng vấn đề phụ thuộc vào cách nhìn nhận sự việc của bạn ở một khía cạnh nào đó. Bạn cần biết mình cần phải làm gì để tiết chế bản thân với những lối suy nghĩ lệch lạc trước khi mọi việc diễn ra. Bởi sự thiếu bình tĩnh của bạn để không hối hận trước những điều mình đã làm có thể gây tổn thương cho chính bạn và cho người khác nữa. Khi bắt gặp một sự việc xảy ra trong cuộc sống, bạn nên có cách nhìn nhận đúng đắn về một vấn đề. Cách nhìn của bạn hôm nay sẽ là kết quả mà bạn sẽ nhận vào mai sau. Một là cuộc sống sẽ nở hoa, còn không thì cuộc đời bế tắc. Nhưng mà bạn ơi, trong chúng ta ai rồi cũng sẽ đến lúc già đi và rời khỏi cuộc sống này. Vì vậy, mỗi ngày sống là mỗi ngày hết sức ý nghĩa, cho ta cơ hội để khám phá vô vàn những bí ẩn kỳ diệu và tận hưởng những điều thú vị của cuộc sống bao la. Đừng để bản thân rơi trúng vào một số người đã tự trói buộc mình trong quá nhiều giới hạn, những khuôn khổ vô lý, để rồi không cho phép bản thân mình vượt qua khỏi cái khuôn hạn hẹp sẵn có, để rồi cuộc sống của họ và của chúng ta ngày càng trở nên nhàm chán, tù túng, bế tắc và mất đi niềm vui rất nhiều. Tôi có sưu tầm được một câu chuyện có nội dung nói về giá trị cốt lõi của một vấn đề mà bạn sẽ nhận được nếu bạn có một cái nhìn thoải mái, không toan tính, không ghen tị. Đôi lúc giá trị đích thực nằm ngay trước mắt chúng ta. Thay vì cảm nhận nó, chúng ta lại bỏ nó qua một bên và để nó chìm vào quên lãng. Câu chuyện là có một nhóm sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường đều có công việc tốt, rủ nhau về thăm thầy giáo cũ.
Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu phàn nàn về những căng thẳng trong công việc, cũng như trong cuộc sống. Nghe thấy vậy, người thầy đi vào bếp và quay trở ra với một bình cà phê lớn cùng những chiếc tách khác nhau. Chiếc thì bằng sứ, cái thì bằng nhựa, chiếc thì bằng thủy tinh, chiếc bằng pha lê. Có vài chiếc tách trông rất đơn giản, nhưng cũng có cái rất đắt tiền. Người thầy bảo các học trò tự chọn tách và rót cà phê cho mình. Sau khi mọi người đều đã có một tách cà phê, người thầy bắt đầu nói rằng, nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này. Những chiếc tách đắt tiền và đẹp đều đã được lấy hết, chẳng ai đụng đến những chiếc tách rẻ tiền cả. Có lẽ mọi người cảm thấy điều này thật bình thường, vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất. Nhưng điều ấy lại chính là nguồn gốc của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em. Điều mà chúng ta thực sự cần là cà phê, chứ không phải là chiếc tách. Nhưng ai cũng vội vàng chọn những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình hay không. Thế thì, đừng để những chiếc tách ảnh hưởng, mà hãy thoải mái nhâm nhi cà phê của mình đi nhé. Quả thực như vậy, cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Chúng là công cụ để giữ và chứa đựng cuộc sống và không làm thay đổi chất lượng cuộc sống của chúng ta. Đôi khi vì chúng ta cứ mãi tập trung vào chiếc tách mà bỏ qua việc thưởng thức hương vị cà phê mà cuộc sống mang lại cho chúng ta. Vì thế, đừng để những chiếc tách ảnh hưởng mà hãy thoải mái nhâm nhi cà phê của mình đi. Và qua câu chuyện trên, ta thấy được những giá trị cốt lõi được rút ra. Chúng ta mãi chạy theo những thứ mập mờ, loa toan, muộn phiền xung quanh cái bẫy xã hội đầy rẫy những ganh đua và sự tiến thủ mà quên mất đi. Ở phía đằng ấy, vẫn có một khoảng trời rộng, nơi chúng ta có thể thưởng thức hương vị của cuộc sống tuyệt vời. Dù tình huống có đang tồi tệ tới mức nào, thì bạn cũng phải cân nhắc đến những khía cạnh tích cực của nó. Bạn cảm thấy mọi thứ trở nên tươi sáng hơn. Nếu bạn làm được vậy một cách thường xuyên, thì nó sẽ nhanh chóng trở thành thói quen. Và thay vì nói, tôi không thể, thì hãy nghĩ rằng mình có thể, dù rằng đôi khi bạn không đạt được điều bạn muốn. Nhưng bạn sẽ gặt hái được kinh nghiệm. Kinh nghiệm còn có thể có ích hơn là những thứ bạn đang mong chờ, vì nó gắn bó với bạn suốt đời. Còn những thứ kia, tuy rằng nó tồn tại đó, nhưng sự tồn tại không được mãi mãi. Mọi thứ đều có hai mặt tốt và xấu. Hãy cố gắng suy nghĩ theo chiều hướng tốt. Nếu không, chúng ta sẽ không làm được gì cả. Không nên lo lắng vì những điều mà chúng ta không thể thay đổi, vì cuộc sống lúc nào cũng không công bằng. Nếu chúng ta cứ lãng phí thời gian vào việc lo lắng vô nghĩa đó, thì bản thân chỉ càng thêm thất vọng hơn mà thôi. Thay vì vậy, hãy cứ hành động, và nếu thế giới không thay đổi, thì bản thân bạn sẽ thay đổi tốt hơn, có được không? Những gì bạn từng biết chỉ bó hẹp ở miền đất nơi bạn sinh sống, trong những tình huống và những hoàn cảnh mà chỉ có mình bạn trải qua ở phạm vi rất hẹp của những kiến thức và kinh nghiệm của riêng bạn. Vì vậy, để có thể nghĩ thoáng hơn, bạn phải mở rộng chiều kích suy nghĩ của mình ra không gian khác. Khi bạn nghe những thông tin, một câu chuyện hay về một con người nào đó mà mình chưa từng biết đến bao giờ, thì trước hết hãy đón nhận chứ đừng phê phán. Bạn không thể lấy những hiểu biết và trải nghiệm hết sức nhỏ bé và ít ỏi của mình ra để làm chuẩn đối chiếu và đánh giá về một điều khác lạ, mới mẻ hoàn toàn với bản thân. Hầu như mỗi người trong chúng ta, chẳng ai có thể hài lòng về cuộc sống của mình. Nhưng chúng ta cần phải biết tự cân bằng trong cuộc sống này. Đừng bao giờ để mình rơi vào tình trạng bế tắc với những rào cản và nghịch lý vô bổ, không có đường ra. Hãy tìm cho mình một lối thoát
dù con đường đó đầy rẫy những chông gai, những trắc trở, hãy vững tâm và tin rằng còn có biết bao nhiêu điều tốt đẹp chờ đón ta ở phía trước. Khi đối mặt với một sự việc, cách nhìn nhận của bạn rất quan trọng. Một cách nhìn mới mẻ sẽ mở ra nhiều cánh cửa mới để bạn nhận được nhiều điều tốt đẹp và may mắn hơn. Còn bây giờ hãy cùng tưởng tượng ra một bức hình. Người đàn ông trong bức hình đang cố gắng cứu cô gái bằng cách nắm lấy tay của vợ mình đang sắp rơi xuống hố. Ở phía trên mỏm đá, người đàn ông đó không hề biết rằng bên dưới ở hốc đá, ngay phía trước mặt vợ mình, có một con rắn đang chực chờ chuẩn bị tấn công cô gái. Còn người phụ nữ từ bên dưới rướn mắt nhìn lên lại chẳng hề hay rằng có một tảng đá to đang đè lên thắt lưng và toàn bộ thân dưới của người chồng. Người đàn ông thì nghĩ, mình đau đớn quá, mình đang cố níu giữ cô gái bằng mọi sức lực có thể. Nhưng tại sao cô ấy không thể cố gắng để trèo lên? Cô vợ đang đối mặt với con rắn trong hốc đá trước mặt, trong khi vẫn cố giới lấy tay người chồng, nhưng không dám gây ra những hành vi bất thường nào tỏ ra nguy hiểm cho con rắn. Vì như vậy con rắn sẽ tấn công mình hoặc chồng mình. Thì cô gái đó lại đang nghĩ rằng mình sắp rơi rồi và không thể nào trèo lên được, vì con rắn sẽ tấn công một trong hai hoặc cả hai đứa. Sao anh ấy không thể cố gắng thêm một chút nữa để kéo mình lên? Qua đó, ta thấy được rằng chúng ta chẳng bao giờ có thể nhìn thấy những áp lực và nỗi đau của đối phương, và họ cũng có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy được những gì mà bản thân ta phải chịu đựng. Ta có thể thấy họ luôn cười, họ có thể thấy ta luôn thoải mái, nhưng có thật sự đằng sau nụ cười kia là hạnh phúc, đằng sau sự thoải mái kia là một điều gì đó dễ chịu? Chỉ là họ đang giúp hoặc đang cố giúp cho cuộc đời của mình và của mọi người bớt đi một phần lo lắng, một chút mỏi mệt thôi. Hay là có câu chuyện về hai người tù nhìn ra cuộc sống bên ngoài qua những chấn sông. Một người nhìn thấy bùn lầy nhơ nhớp, còn một người thì trông thấy bầu trời sao tuyệt đẹp. Cuộc sống là thế. Dù là trong tình yêu, trong công việc hay trong gia đình, hoặc là các mối quan hệ xã hội bạn bè, chúng ta hãy cố gắng hiểu nhau hơn, nghĩ khác đi, lắng nghe nhiều hơn, thấu cảm sâu sắc hơn, thì cuộc sống sẽ tươi đẹp nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều lần. Bởi không ai có thể thấy chính mình như người khác nhìn mình. Không bức ảnh hay hình ảnh phản chiếu nào cho ta góc nhìn về bản thân như người khác nhìn vào ta. Người ta đã nghiệm được rằng trên bục nhân chứng không bao giờ có hai người nhìn một vụ tai nạn giống hệt như nhau. Chúng ta nhìn qua những đôi mắt khác nhau và từ những góc nhìn khác nhau. Nếu chúng ta có thể thấy thế giới như cách những người khác đang thấy, ta có thể tiến gần đến sự thấu hiểu tại sao họ lại làm điều họ đã làm và tại sao họ lại nói điều họ đã nói. Không phải các sự kiện khiến cho ta phiền não, mà là cách ta nhìn nhận chúng. Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng của người khác. Có thể bạn không để ý những thay đổi nhỏ nhất về cách nhìn, có thể biến đổi cả một cuộc đời. Điều chỉnh thái độ dù chỉ một chút thôi cũng có thể thay đổi cả thế giới của bạn. Chúng tôi xin được kể tiếp một vài câu chuyện sau đây, và bạn hãy thử tự mình ngẫm xem ý nghĩa của những câu chuyện này có điểm chung gì nhé. Câu chuyện thứ nhất, có một thiền sư hỏi đệ tử, người cảm thấy một thỏi vàng tốt hơn hay là một đống bùn nhỏ tốt hơn? Đệ tử trả lời, dạ thưa thầy, đương nhiên là thỏi vàng tốt hơn rồi ạ. Thiền sư cười và nói, nếu như ngươi là một hạt giống thì sao? Thật thú vị, trên đời này không có thứ quý giá nhất. Nó chỉ thực sự quý khi đặt vào một ngữ cảnh cụ thể. Nếu như là trong khu rừng, thì chai nước và ổ bánh mì quan trọng hơn là vàng hay kim cương. Câu chuyện thứ hai,
Thiền sư hỏi, theo con thì trên thế gian này, điều gì là trân quý nhất? Đệ tử trả lời, dạ thưa sư phụ, đó chính là thứ đã mất đi và điều chưa đạt được ạ. Thiền sư im lặng nhìn xa xăm về ánh hoàng hôn. Sau nhiều năm thì người đệ tử đó đã trải qua rất nhiều biến đổi tang thương. Sao rồi học trò của ta? Ngươi có biết điều gì là trân quý nhất trên thế gian này chưa? Dạ thưa sư phụ, trên thế gian không có gì trân quý hơn là thứ mình đang có, thời gian mình đang sở hữu và hạnh phúc ở hiện tại ạ. Thật kỳ lạ, người ta hay tiếc nuối những gì đã qua và mơ mộng những thứ chưa đạt được, nhưng không biết rằng những thứ quan trọng nhất ở ngay bên cạnh ở hiện tại này. Câu chuyện thứ ba. Có một chàng thanh niên trẻ tuổi hỏi vị thiền sư, thưa ngài, có người nói tôi là thiên tài, nhưng cũng có người lại mắng tôi là đồ đại ngốc. Vậy theo thiền sư tôi là người thế nào? Thiền sư hỏi lại người thanh niên, vậy ngươi đối đãi như thế nào với chính bản thân mình? Người thanh niên nghe xong câu hỏi cảm thấy mờ mịt. Thí dụ, một ký gạo, nếu ở trong con mắt người đầu bếp, nó sẽ là mấy bát cơm. Nếu ở trong con mắt của người thợ làm bánh, thì nó sẽ là mấy chiếc bánh nướng. Trong con mắt của người nấu rượu, thì nó lại là rượu, nhưng gạo vẫn chính là gạo đấy thôi. Cũng giống như vậy, ngươi vẫn là ngươi. Có được bao nhiêu tiền đồ là do ngươi tự đối đãi với bản thân mình như thế nào? Đúng vậy, bố mẹ ta không sinh ta ra để trở thành thiên tài hay đại ngốc. Chính chúng ta mới là người quyết định, hãy chọn con đường đúng cho riêng mình. Câu chuyện thứ tư, có một thanh niên hỏi một vị thiền sư, dạ thưa thiền sư, làm thế nào để trở thành một người vui vẻ và đem lại niềm vui cho người khác? Vị thiền sư vui vẻ trả lời, có bốn loại cảnh giới ngươi có thể lĩnh hội điều tuyệt vời trong đó. Đầu tiên là phải coi mình là người khác, đây là vô ngã. Thứ hai là phải coi người khác là chính mình, đây là từ bi. Thứ ba là phải coi người khác là bản thân họ, đây là trí tuệ. Cuối cùng là phải coi mình là chính mình, đây là tự tại. Phải hiểu rõ những lời dạy này thì con sẽ biết mình cần phải làm gì để luôn vui vẻ và đem lại niềm vui cho người khác. Câu chuyện thứ năm. Có một vị thiền sư nọ có một đệ tử rất hay phàn nàn. Một hôm, vị thiền sư đem một thìa muối đổ vào trong một cốc nước và bảo đệ tử này uống. Trời ơi, mặn đến phát khổ như vậy, sao con uống được thầy? Vị thiền sư không nói, lại đem thìa muối đổ xuống một hồ nước và bảo đệ tử của mình uống. Đệ tử sau khi uống một ngụm liền nói, dạ thưa thầy, nước vẫn ngọt ạ. Vị thiền sư bấy giờ mới nói, những thống khổ trong cuộc đời giống như muối, độ mặn, độ nhạt của nó là do vật chứa đựng nó mà ra. Con nguyện là một cốc nước hay muốn là một hồ nước đây? Vị đệ tử hiểu ra và từ đó giảm bớt tính phàn nàn đi rất nhiều, luôn mở rộng lòng và đón nhận mọi điều trong cuộc sống. Câu chuyện thứ sáu. Có một người bố không tìm thấy chiếc đồng hồ của mình, vô cùng tức giận, tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy. Đợi đến khi bố đi ra ngoài, người con trai lặng lẽ vào trong phòng, chỉ một lát là tìm thấy đồng hồ. Bố hỏi, sao con lại tìm thấy? Con trai trả lời, con ngồi im lặng lắng nghe, chỉ một lúc sau là nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Chúng ta càng vội vã tìm kiếm thì càng không tìm được thứ chúng ta cần. Chỉ cần bình tĩnh lại là có thể nghe được tiếng nói từ nội tâm của mình rồi. Câu chuyện thứ bảy. Có hai con hổ, một con bị nhốt trong lồng, một con ở ngoài hoang dã. Cả hai con hổ đều cho rằng
hoàn cảnh sống của mình không tốt. Cả hai đều ngưỡng mộ đối phương. Chúng quyết định hoán đổi thân phận. Lúc đầu thì vô cùng vui vẻ, nhưng ít lâu sau cả hai con đều chết. Một con chết vì đói, một con chết vì buồn phiền. Đôi khi con người thường nhắm mắt làm ngơ với hạnh phúc đang có của mình, luôn nhìn vào hạnh phúc của người khác. Thật ra, những gì bạn đang có chính là thứ mà nhiều người khác đang ngưỡng mộ. Câu chuyện thứ 8. Trong một đám tiến sĩ, có người nêu câu hỏi: một giọt nước rơi tự do từ một nơi rất cao xuống, khi rơi vào người thì người có bị thương không? Đám đông liền xôn xao, mọi người liền đưa ra các loại công thức, các loại giả định, các loại tính toán, lực cản trở, trọng lực, gia tốc. Họ thảo luận mất gần một tiếng đồng hồ. Sau đó có một người vô tình đi nhầm vào đám đông, lặng lẽ hỏi: bộ các người chưa từng tắm mưa hay sao? Con người thường bị kìm hãm bởi những tư duy thông thường mà lại quên mất rằng đơn giản nhất chính là đi đường thẳng. Câu chuyện thứ 9. Có một ông cụ nói với con trai của mình: nắm chặt bàn tay con vào, nói cho ta biết con có cảm giác gì. Đứa con nắm chặt bàn tay, có chút mệt mỏi. Thử dùng thêm chút sức lực xem sao. Dạ, càng mệt hơn, có chút khó chịu và tiếng nghẹt thở. Vậy con buông tay ra. Đứa con thở phào nhẹ nhõm, thoải mái hơn rất nhiều. Khi con cảm thấy mệt, con càng nắm chặt thì càng mệt. Buông tay ra có thể nhẹ gánh đi nhiều, phải không? Ôi, đạo lý đơn giản biết bao. Rõ ràng buông bỏ mới thoải mái, đúng không? Và sau đây là câu chuyện thứ 10. Một người đàn ông đi mua xe cần 20 triệu, nhưng anh ta chỉ mang theo 19 triệu 999 ngàn đồng tiền mặt, thiếu mất 10 ngàn đồng. Đột nhiên, anh ta nhìn thấy trước cửa có một người ăn mày, liền đi qua nói với người ăn mày: cầu xin anh cho tôi 10 ngàn đồng đi, tôi muốn mua xe. Người ăn mày nghe xong hào phóng rút ra 20 ngàn đưa cho người đàn ông nọ và nói: giúp tôi mua một chiếc. Giống như bạn đã hoàn thành 9 phần nhiệm vụ, vậy thì bất cứ người nào cũng có thể dễ dàng giúp bạn thành công. Ngược lại, nếu như bạn không làm gì cả, thì ngay cả thần tiên cũng chắc chắn không cứu được bạn đâu. Câu chuyện thứ 11. Sư phụ hỏi: nếu con muốn đun sôi nồi nước, giữa chừng thấy không đủ củi thì con phải làm thế nào? Có một đệ tử nói: phải mau chóng đi tìm. Đệ tử khác thì nói: phải đi mượn. Có đệ tử nói: phải đi mua. Sư phụ nói: vậy tại sao không đổ bớt nước trong nồi đi? Thấy chưa? Thế sự không thể lúc nào cũng thuận lợi như ý. Có đi thì mới có lại, và thay đổi góc nhìn, thay đổi suy nghĩ và quan điểm một chút mới mẻ hơn, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy có nhiều điều thú vị hơn trong cuộc sống này. Câu chuyện thứ 12. Đứa con không đồng ý làm bài tập mà người bố giao cho. Vậy nên, người bố liền nhanh trí nói với con trai: bố làm bài tập, con kiểm tra xem thế nào. Đứa con trai vui vẻ đồng ý. Hơn nữa, cẩn thận kiểm tra bài tập của bố. Ngoài ra còn liệt kê các công thức giải thích cho người bố. Nhưng có một điều mà người con không hiểu là tại sao toàn bộ bài tập bố đều làm sai. Rõ ràng là khi chúng ta khéo léo thay đổi vai trò, thay đổi trách nhiệm, thay đổi góc nhìn, lùi lại một bước, đôi khi cũng là một cách để tiến lên, để giải quyết công việc mà, phải không? Câu chuyện thứ 13. Nước hoa của các công ty bách hóa, 95% đều là nước, chỉ có 5% là khác biệt. Đó chính là bí kíp mỗi công ty. Con người cũng như vậy, 95% cơ bản là giống nhau. Sự khác biệt chỉ ngắn gọn trong 5% mang tính then chốt, bao gồm trình độ não bật, sự vui vẻ, nỗi đau khổ và dục vọng của mỗi người. Hương liệu phải mất 5-10 năm tinh chế mới pha vào nước hoa.
Con người cũng như vậy, phải trải qua thời gian tôi luyện trưởng thành mới có được hương vị độc nhất vô nhị của riêng mình. Câu chuyện thứ 14. Có một ông lão đến chợ mua rau, chọn 3 quả cà chua đặt lên bàn cân. Chủ cửa hàng cân xong bèn nói: 1,5 cân giá 3 đồng 7. Ông lão nấu canh cũng không cần nhiều đến vậy, liền bỏ quả cà chua lớn nhất ra. Chủ cửa hàng nói: 1,2 lạng giá 3 đồng. Khi người bên cạnh đang muốn nhắc nhở ông lão để ý đến cái cân, thì ông lão liền thông dong rút ra 7 hào, cầm lấy quả cà chua to nhất, bỏ vào giỏ và ung dung rời đi. Trong cuộc sống khó tránh khỏi những lúc lâm vào tình cảnh tư duy bế tắc, lập tức có thể thoát ra được. Chỉ cần chúng ta thay đổi cách suy nghĩ, xem xét vấn đề từ một góc độ khác, có lẽ kết quả sự việc sẽ khác hẳn đi. Đời người có 10 việc thì 8-9 việc bất như ý. Trong cuộc sống, nếu biết cách vận dụng lối tư duy ngược, nhìn nhận vấn đề theo một góc độ khác thì bạn sẽ thấy rằng mất mát đôi khi cũng là một loại sở hữu. Thất bại hay giận đen đôi lúc cũng trở nên thi vị. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, khi tưởng tượng Đức Phật, chúng ta thường thấy Ngài đi chân trần, không mang giày. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng xem lý do tại sao Phật Thích Ca Mâu Ni đi chân trần, quý vị nhé. Thứ nhất đó là giảm bớt ham muốn vật chất. Hình ảnh của Đức Phật được phổ biến rộng rãi trong nghệ thuật và văn hóa Phật giáo. Các bức tượng, tranh tường và tác phẩm điêu khắc thường mô tả Ngài đi chân trần. Hình ảnh này không chỉ thể hiện những đặc tính của Đức Phật, mà còn truyền tải hàng loạt tư tưởng sâu sắc. Ý nghĩa thứ nhất đó là giảm ham muốn. Việc Đức Phật đi chân trần phản ánh một trong những nguyên tắc cốt lõi của việc tu tập Phật giáo, đó là giảm bớt ham muốn vật chất. Mang giày thường gắn liền với địa vị xã hội, sự giàu có và địa vị. Việc đi chân trần của Đức Phật nhắc nhở mọi chúng sinh rằng việc theo đuổi của cải vật chất và địa vị xã hội không phải là con đường dẫn đến bình an nội tâm. Theo lời Phật dạy về lối sống hạnh phúc, bằng việc không đi giày, Phật thể hiện lối sống giản dị và trong sáng, không màng đến vật chất, không sống phô trương, khoe khoang, mong muốn chúng sinh sống giản dị và bớt ham muốn vật chất. Thứ hai, làm cho người nhìn thấy nó hạnh phúc. Hình ảnh Đức Phật đi chân trần còn nhằm tạo cảm giác gần gũi. Hình ảnh của Đức Phật thường được miêu tả là người hòa nhã, đi chân trần, khiến cho mọi người có cảm giác rất gần gũi và ấm áp. Bằng việc đích thân trải nghiệm việc đi chân đất, Đức Phật có thể hiểu và thông cảm hơn với những người nghèo khổ, bất hạnh, từ đó khuyến khích những việc làm tốt và các hoạt động từ thiện. Trong đau khổ có hạnh phúc, trong hạnh phúc có đau khổ. Khi cay đắng qua đi thì niềm vui đến, khi niềm vui qua đi thì có nỗi buồn. Khổ đau và hạnh phúc đều vô thường, tất cả chỉ ở trong một niệm. Thứ ba đó là sự tôn trọng. Lý giải tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi chân trần, việc Đức Phật bước đi với đôi chân không mang giày cũng phản ánh sự tôn trọng cuộc sống và niềm tin vào sự bình đẳng của Ngài. Lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhấn mạnh rằng mọi cuộc sống đều bình đẳng, bất kể quy mô, chủng tộc, địa vị xã hội hay sự giàu có. Đi chân trần là biểu tượng cho thấy mọi sự sống đều đáng được tôn trọng, bảo vệ và không nên phân biệt đối xử về danh tính hay địa vị xã hội. Điều mà trong xã hội thời đại này vẫn còn tồn tại, thậm chí là rất nhiều. Tất cả chúng sinh đều có khả năng nhận thức về nỗi đau và niềm vui của họ phải được tôn trọng như nhau, cũng như ý chí thoát khỏi đau khổ và đạt được hạnh phúc mạnh mẽ của họ. Đây là bản chất của tất cả chúng sinh đều bình đẳng. Thứ tư là sạch sẽ và đơn giản.
Đức Phật thường dạy các đệ tử của Ngài phải giữ tâm thanh tịnh thì trí tuệ chân chính mới phát sinh. Nếu tâm không thanh tịnh thì tà kiến, tham, sân sẽ sanh khởi. Đức Phật dạy các đệ tử của Ngài sống một cuộc sống đơn giản và tránh xa việc theo đuổi vật chất quá mức. Mang giày thường được coi là biểu tượng vật chất, và việc đi chân trần của Đức Phật nhấn mạnh giá trị của sự đơn giản và thanh khiết. Nếu bám víu vào danh sắc, nếu bám vào ngã làm nền tảng thì hạnh phúc cũng sẽ trở thành đau khổ. Nếu nhìn thấu danh sắc và buông bỏ chính mình thì đau khổ cũng sẽ trở thành hạnh phúc. Thứ năm là sự bình đẳng và lòng nhân ái. Tại sao Phật Thích Ca Mâu Ni đi chân trần? Đức Phật nhấn mạnh rằng mọi sự sống đều bình đẳng, dù là con người hay động vật, và cần được tôn trọng và chăm sóc. Đi chân trần thể hiện niềm tin vào sự bình đẳng của cuộc sống, không giảm lên côn trùng, kiến và các sinh vật nhỏ, là thể hiện sự tôn trọng mọi sự sống, không phân biệt cao thấp. Mọi loài sống trên trái đất này đều có quan hệ gắn bó, khăng khít với nhau, hỗ tương nhau. Cái này có nên cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Thứ sáu là hòa bình bên trong và bên ngoài. Một trong những mục tiêu cốt lõi của Phật giáo là đạt được sự bình an và giải thoát nội tâm. Đi chân trần là biểu tượng của sự thống nhất bên trong và bên ngoài, nhấn mạnh sự hài hòa giữa bên trong và bên ngoài. Những hành động của Thích Ca Mâu Ni Phật phù hợp với trạng thái nội tâm của Ngài, và sự bình an nội tâm của Ngài được phản ánh qua những hành động bên ngoài của Ngài. Phật dạy về an nhiên có nói về việc biết tiến lên và rút lui, và khả năng chịu đựng sự sỉ nhục cũng có thể khiến bạn có ít số phận tiêu cực hơn và có nhiều số phận tốt đẹp hơn. Hình tượng Đức Phật luôn là một phần quan trọng trong văn hóa Phật giáo. Việc đi chân trần của Ngài không chỉ là biểu tượng mà còn là một lối sống đại diện cho những giá trị cốt lõi là giản dị, thanh tịnh, bình đẳng và từ bi. Hình ảnh này nhắc nhở chúng ta hãy giảm bớt những ham muốn trong hành lý trên đường đời và quan tâm đến mọi sự sống. Tiếp theo, mời quý Phật tử và các bạn cùng suy nghĩ về việc đi lễ bái Phật, tuyệt đối tránh xa bốn suy nghĩ này, dù có mâm cao cổ đầy thì cũng vô ích. Thưa quý Phật tử và các bạn, thắp hương cúng Phật là một nghi lễ tôn giáo phổ biến, nhưng đây là những ý nghĩ không nên có khi cúng Phật, kẻo công đức cúng dường đổ bể. Thứ nhất là đừng có những suy nghĩ tham lam. Những suy nghĩ có thể dẫn tới nỗ lực hòa thuận với các vị Bồ Tát, với hy vọng đạt được những lợi ích bất chính thông qua hối lộ vật chất hoặc mong muốn. Phật dạy về chữ tham, có nói tâm lý này vi phạm luật nhân quả của Phật giáo, như câu nói, nhân thiện dẫn đến quả tốt, nhân ác dẫn đến quả báo ác. Cố gắng thay đổi điều này thông qua việc hối lộ, cúng dường, thực sự đang phá hủy mối quan hệ nhân quả này. Người giàu có đặt lễ nhiều, người nghèo khó chỉ có lễ ít, nhưng thành tâm thì phước đức nhận được như nhau. Vì vậy, khi thắp hương và cúng Phật, các bạn không nên tham lam, mà hãy tập trung vào việc nâng cao trình độ tâm linh và trau dồi lòng từ bi, trí tuệ, cầu bình an cho bản thân tới mọi người xung quanh là đủ. Thứ hai là đừng có những suy nghĩ xấu xa. Tâm ác là ý nghĩ làm hại người khác. Tâm lý này rất có hại vì nó vi phạm nguyên lý từ bi của Phật giáo. Đạo Phật đề cao lòng từ bi, nhân ái. Những suy nghĩ xấu xa không chỉ làm hại người khác, mà còn tạo ra những cảm xúc tiêu cực và căng thẳng trong các mối quan hệ. Vì vậy, khi thắp hương cúng Phật, bạn nên giữ thái độ thiện tâm và mong rằng tất cả chúng sinh đều đạt được hạnh phúc bình an. Những người theo Phật thường coi trọng lòng yêu thương từ bi.
khi gặp những người khó khăn thì nên đưa tay ra để giúp đỡ họ vượt qua. Tất cả những sự giúp đỡ ấy nên được thực hiện theo cách tự nhiên nhất. Vì muốn người được giúp báo đáp ân huệ thì con đường làm ơn đã sai lệch. Thứ ba là đừng tìm kiếm điều gì đó khi bản thân không có gì. Nhiều người đến chùa với hy vọng Bồ Tát sẽ ban cho sự giàu có, trường thọ và may mắn. Nhưng họ không sẵn lòng làm việc chăm chỉ để có được điều đó. Kiểu suy nghĩ này là một tâm lý may mắn cho rằng chỉ cần tôn thờ Phật thì có thể đạt được mọi thứ một cách dễ dàng. Nếu bạn chỉ hy vọng vào sự may mắn mà không sẵn sàng làm việc chăm chỉ vì chính nghĩa, thì đó là ý tưởng không đạt được điều gì đó. Điều này trái với lời dạy của Phật giáo. Vì vậy, hãy nhớ rằng, chỉ khi bạn làm việc chăm chỉ vì những mục đích tốt thì bạn mới có thể mong đợi kết quả tốt sẽ xuất hiện. Khi thắp hương cúng Phật, bạn nên suy nghĩ về hành động, ý định của mình và cố gắng trau dồi nghiệp lành, thay vì hy vọng vào những cơ duyên không có được. Thứ tư là sân si. Thắp hương là một nghi lễ đầy ý nghĩa. Tuy nhiên khi tham gia nghi lễ này, bạn phải giữ một tâm lý đúng đắn, tránh xa lòng tham, tư tưởng xấu xa và tư tưởng cầu xin một điều gì đó vô ích. Những tâm lý xấu này không chỉ vi phạm những nguyên tắc cốt lõi của Phật giáo, mà còn có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Vì vậy, khi thắp hương lễ Phật, chúng ta nên giữ thái độ từ bi, chánh niệm và tinh tấn, không sân si tới những người xung quanh, tốt xấu là việc của họ. Đi cúng Phật còn sân si soi mói tới những người xung quanh là sai lầm. Không phải đi chùa cứ dâng lễ lớn, đốt nhiều vàng tiền đồ mã là được nhiều phước đức. Được lộc hay không là phụ thuộc vào tâm của mình. Từ bi hỷ xả thì có được tất cả, tham sân si thì chẳng được gì hết. Quý Phật tử và quý tín giả thân mến, phú thì nhân sở dục. Giàu có là ước vọng chính đáng của con người như cha ông ta đã đúc kết và là hoạt động chỉ trong xã hội loài người mới có. Có thể hiểu giàu là có nhiều tiền của, nhiều hơn mức bình thường. Lý luận Phật gia khuyến khích Phật tử gây dựng cơ nghiệp để xã hội phát triển, nhưng không lấy tiền của, vật chất làm tiêu chuẩn đánh giá. Vô bệnh để nhất lợi, tri túc để nhất phú, sân hận để nhất độc, niết bàn để nhất lạc. Có nghĩa là không bệnh lợi nhất, biết đủ giàu nhất, sân hận hại nhất, niết bàn vui nhất, mà cho tài sản thế gian là miếng mồi ngon của năm nhà lửa: trộm cướp, chiến tranh, con bất hiếu, bệnh tật, thiên tai. Sự giàu có thực sự là khả năng giữ được tài sản một cách an toàn và một tâm hồn an lạc trước mọi biến cố, thiên tai thường gặp trong cuộc sống. Kính mời quý Phật tử và quý tín giả cùng lắng nghe bài pháp âm 7 nguyên tắc mang lại sự giàu có theo lời Phật dạy. Nếu thật sự muốn hạnh phúc, vui vẻ và an nhiên trong cuộc đời. 7 nguyên tắc mang lại sự giàu có theo lời Phật dạy. Trong con mắt người đời thì ai có biệt thự, xe hơi, điện thoại đắt tiền và nhiều tài sản khác là giàu có. Người có được vợ đẹp, con xinh, làm ăn lên như diều gặp gió, khiến người khác không khỏi thèm muốn và ganh tị. Nhưng điều quan trọng hơn cả là sự giàu có đó liệu có tồn tại mãi trong sự vô thường của mọi vật vốn do duyên sinh hay không? Có thể hôm nay người kia giàu sang phú quý, nhưng chẳng may bệnh tật phải bán hết tài sản mà chữa trị để giữ lấy mạng sống, hoặc xui xẻo, một trận hỏa hoạn bất thình lình tiêu rụi tất cả, thì cuối cùng cũng thành kẻ trắng tay. Lại có gia đình kinh tế khá giả, cha mẹ tài giỏi, chí thú làm ăn, nhưng con cái đua đòi ăn chơi, sa ngã vào ma túy và các tệ nạn xã hội. Để tiền của cha mẹ có chất thành núi sẽ cũng có ngày lỡ. Chẳng thế mà ông cha ta đã từng dạy chân lý rất gần gũi với đạo Phật: sông có khúc, người có lúc. Hay
không ốm không đau làm chào mấy chốc, hoặc có thể thô hơn một chút với một câu thành ngữ, lên dồi xuống chó. Như vậy, sự giàu có thật sự, suy cho cùng là khả năng giữ được tài sản một cách an toàn và một tâm hồn an lạc trước mọi biến cố, thiên tai thường gặp trong cuộc sống. Kinh Lục Độ tập đã chỉ: thà nên giữ đạo, nghèo khó mà chết, chẳng nên vô đạo, giàu sang mà sống. Để làm được điều mà ai cũng mong muốn này, người Phật tử cần phải thực hiện việc làm giàu theo 7 nguyên tắc sau đây. 1. Chọn nghề mà làm giàu theo 5 điều Đức Phật dạy: không buôn bán vũ khí, không buôn sắc gái, không buôn bán các chất gây say, không buôn bán thịt, không buôn bán thuốc độc. 2. Giữ chữ tín. Xưa nay, nhiều người nhờ chữ tín, nhờ đạo đức trong kinh doanh mà phát đạt, đem lại đời sống tốt đẹp không những cho bản thân và gia đình mình, mà còn góp phần lớn công sức thúc đẩy xã hội phát triển. Bên cạnh đó, không ít người lắm tiền, nhiều của do làm ăn vi pháp, buôn bán gian lận, lường gạt người khác với nhiều thủ đoạn khác nhau như hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, mà hệ quả là kìm hãm sự phát triển về mọi mặt của xã hội, trong đó có sự băng hoại về đạo đức. Nhóm người thứ nhất thu lợi từ phần gốc rễ, trong khi nhóm người thứ hai kiếm lời bằng phần ngọn. Thực tế cho thấy, sự giàu có nhờ vào phần ngọn chính là sự thất tín, chưa bao giờ bền vững với thời gian. Bởi gieo nhân xấu sẽ tạo nghiệp ác. Kinh Lục Độ tập đã chỉ: thà nên giữ đạo, nghèo khó mà chết, chẳng nên vô đạo, giàu sang mà sống. Do đó, người Phật tử sau khi chọn được nghề nghiệp phù hợp, còn phải luôn tâm niệm dấn thân làm giàu bằng con đường chân chính để tạo nghiệp thiện. Mọi tài sản có được phải trong sạch bằng con đường chân chính để tạo nghiệp thiện. Mọi tài sản có được phải trong sạch, chính đáng bằng mồ hôi nước mắt và sự nỗ lực tinh tấn của trí tuệ. Có như vậy, bản thân chúng ta, người thân của chúng ta mới an lạc và tài sản có được mới bền lâu. 3. Học hỏi không ngừng để có trí tuệ sáng suốt. Người dân nước Nga nhận định về vai trò của việc học qua câu nói rất nổi tiếng: học, học nữa, học mãi. Một nhà triết học đã đồng quan điểm vô cùng thâm thúy: sự học như con thuyền chèo ngược nước, không tiến, ắt sẽ lùi. Nói như vậy để thấy được vai trò của trí tuệ, tư duy trong tiến trình phát triển của xã hội nói chung và trong việc làm ăn kinh doanh làm giàu của mỗi con người nói riêng. Do đó, để làm giàu, người cư sĩ Phật tử không chỉ cần có sự hiểu biết thấu đáo, toàn diện về ngành nghề, lĩnh vực mà mình đã lựa chọn, mà còn phải luôn học hỏi, trau dồi kiến thức để có trí tuệ ưu việt với cái nhìn bao quát xa rộng, dự đoán các khả năng xấu có thể xảy ra mà kịp thời xử lý, ứng phó, làm hạn chế tối đa thiệt hại, bảo vệ tài sản an toàn tương đối trước các rủi ro vốn có trong chiến trường kinh tế. Trong thời đại công nghệ thông tin, ngoài học tập ở trường lớp, các bậc tiền bối, người Phật tử có nhiều cách để nghiên cứu, trau dồi kiến thức như sách báo, các phương tiện thông tin đại chúng. Thế mà Khổng Tử từng dạy học trò các điều hay lẽ phải từ những người bạn: tam nhân đồng hành, tức hữu ngã sư. Trong ba người cùng đi chắc chắn có người là thầy ta. Như vậy, để có sự hiểu biết toàn diện, người Phật tử cần có sự học hỏi, noi gương những người đã thành công hoặc rút ra các bài học về sự thất bại từ những người bạn xung quanh mình. 4. Siêng năng. Có được một nghề nghiệp phù hợp mà nuôi tư tưởng, đứng núi này trông núi nọ, hay nay làm chỗ này mai là chạy chỗ khác, hoặc có ước mơ làm giàu nhưng không kiên trì bất chấp khó khăn, mà nóng vội muốn làm giàu mau chóng, sẽ phạm sai lầm là đốt cháy giai đoạn, dẫn đến công việc đổ bể, thậm chí mất cả chì lẫn chài. Như vậy, chỉ uổng phí thời gian và công sức mà cuối cùng không thoát ra được dòng luẩn quẩn.
Vì vậy, người con Phật cần phải có sự siêng năng, kiên trì trên cơ sở mục tiêu hoạch định lâu dài. Gặp khó khăn thì kiên trì tháo gỡ từng gút mắt để sao cho việc làm giàu xuất phát từ gốc rễ và cơ nghiệp của chúng ta có thể vững chãi trước mọi mối nguy nan. 5. Tiết kiệm. Có người lương tháng vài chục triệu đồng, hoặc có người kinh doanh với khoản lợi cách xù chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng nếu tiêu xài quan phí, không xác định rõ thứ gì nên mua, việc gì nên chi để sử dụng đồng tiền một cách hợp lý, thì sẽ không có tích lũy. Ngược lại, có người lương thấp hơn hoặc làm ăn buôn bán nhỏ lẻ nhưng nhờ tiết kiệm, dùng đồng tiền một cách khôn khoan, cuối cùng tích tiểu thành đại, góp gió thành bão, mà sự giàu có vốn là quá trình tích lũy thường xuyên, liên tục. Lại có người khi có nhiều tiền thì sử dụng một cách quan phí vào các cuộc chơi vô bổ, các tệ nạn xã hội như ma túy, sắc gái, hoặc do lòng tham muốn có được nhiều tiền nhưng không phải đổ mồ hôi qua một canh bạc, thì từ chỗ là người đệ tớ trung thành, đồng tiền trở thành con rắn độc quay lại cắn ta, biến ta thành kẻ trắng tay lúc nào không hay. Bởi vậy, muốn được giàu có, ta phải siêng năng làm lụm và tiết kiệm, sử dụng khéo léo, khôn ngoan đồng tiền để nó trở thành công cụ tiếp tục kiếm tiền mà không rơi vào sai lầm mà con người thường hay mắc phải là tay phải làm ra, tay trái phải đi. 6. Bố thí và cúng dường tạo phước báo. Chúng ta thường nghe nói người này có phước quá nên mọi việc đều được như ý, hoặc người này bạc phước quá nên tính toán chuyện gì cũng thất bại. Hay nhiều Phật tử đặt câu hỏi trước hiện thực: có kẻ bất nhân, làm ăn vi pháp, nhân vẫn sống giàu sang. Ngược lại, nhiều người hiền lành, chịu thương chịu khó làm ăn, nhân vẫn không thoát khỏi cái nghèo. Thật ra, không có ông trời, thượng đế hay đứng tạo hóa nào làm những chuyện bất công, thiên vị một cách vô lý như vậy, mà tất cả là do luật nhân quả. Sự sung sướng, giàu có, an lạc kiếp này là phước báo chúng ta được hưởng do chúng ta đã gieo trồng phước đức trong nhiều kiếp trước. Vì vậy, để có được cuộc đời tươi đẹp và phước đức dồi dào, người Phật tử chân chính cần gieo nhân lành là bố thí, cúng dường chư tăng để đươm qua kết trái ngọt năm phước báo trong hiện tại và tương lai. Khỏe mạnh, giàu có, sống lâu, được nhiều người thương và có ngoại hình đẹp. Tùy vào điều kiện hoàn cảnh của mình, Phật tử có thể bố thí bằng 4 cách sau: cho tiền bạc của cải, cho lời khuyên hay nói pháp cho người được lợi ích, cho sự không sợ hãi, cho sự vui vẻ, đồng tình. Theo đó, Phật tử giàu có thì cho tiền bạc của cải giúp đỡ người nghèo khó, cúng dường chư tăng, đức Phật. Phật đã dạy rằng, không ai nghèo đến mức không có nổi một hạt cơm cho con kiến. Vì vậy, người nghèo khó đến mấy cũng có thể phát tâm bố thí bằng cách quan hệ với người làm phước, hoặc lên chùa làm công quả vào thời gian rảnh, hoặc một lời động viên, thăm nom, chăm sóc người bệnh lúc đau ốm, hoạn nạn cũng là cách bố thí tạo nhiều phước đức. Việc cúng dường đến đức Phật, chư tăng càng tạo nhiều phước đức hơn, vì vật phẩm cúng dường của chúng ta được sử dụng làm phương tiện để truyền bá chánh pháp. Ngoài ra, người Phật tử phải biết đem tài sản do mình làm ra để xây dựng các công trình văn hóa, nhớ về nguồn cội, cúng tế ông bà, tổ tiên và bố thí cho các vong hồn đối khác. Thực hành chừng ấy thôi, người đệ tử Phật đã đóng góp rất nhiều cho việc xây dựng xã hội lành mạnh, văn minh và tích lũy được rất nhiều phước đức. 7. Tri túc đệ nhất phú. Bằng lòng với hiện tại. Một tỷ phú nhưng lúc nào cũng cảm thấy chưa bao giờ thỏa mãn với những gì mình đã có thì xem là nghèo. Một người dù ít tiền nhưng luôn biết đủ, bằng lòng với hiện tại của mình, tất nhiên họ là giàu nhất. Đó là khái niệm tri túc đệ nhất phú mà Đức Phật dạy. Điều đó không đồng nghĩa với lối suy nghĩ cho rằng Đức Phật khuyến khích sự an phận thủ thường, phó mặc cho số phận. Ngược lại, Đức Phật khuyên đệ tử cần thực hành tri túc
biết đủ trong hoàn cảnh bản thân đã nỗ lực hết sức mình mà không được như ý nguyện, để tránh chạy theo ảo tưởng, tham vọng diễn dông, dẫn đến không kiểm soát được lý trí. Sau đó, Phật tử cần giữ trạng thái thăng bằng, sống không phung phí, cũng không hà tiện, để không trở thành nô lệ mà luôn luôn làm chủ đồng tiền. Làm được điều này, các cửa ngõ để tài sản ra đi sẽ bị đóng kín, và tâm hồn người Phật tử lại được hạnh phúc an lạc. Lời Phật dạy về giàu nghèo không chỉ lối cho ta phải giàu có về tiền bạc mới là hạnh phúc, mà hạnh phúc đơn giản từ trong những điều bình dị. Ta hãy cố gắng sống đúng với lương tâm cho lòng thanh thản, cố gắng chia sẻ thiếu thốn với người khó khăn hơn mình, để có thể gieo duyên lành, tạo nghiệp lành. Những tấm lòng cao cả được chia sẻ thì xã hội, cuộc sống chắc chắn tốt đẹp lên.